Với việc chính thức triển khai GrabFood, Hà Nội trở thành thành phố thứ hai tại Việt Nam cung cấp một loạt dịch vụ tiêu dùng đa dạng của Grab, bao gồm kết nối di chuyển, giao nhận hàng hóa và giao nhận thức ăn GrabFood thông qua một nền tảng ứng dụng Grab. Không yêu cầu giá trị đơn hàng tối thiểu, khách hàng có thể đặt món từ danh mục nhà hàng của GrabFood và yên tâm chờ đợi món ăn được giao đến nhanh chóng, tận tay, trung bình chỉ 25 phút. Đặc biệt, thông qua chương trình món độc, quán quen, hợp tác với các đối tác chiến lược, khách hàng tại cả thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội có thể thưởng thức các món ăn chỉ có duy nhất trên nền tảng GrabFood, ví dụ như Tam Bảo Đoàn Viên và Uyên Ương Vọng Nguyệt của Gong Cha.